Nguyên tắc đặc biệt của anh Đức với vợ sắp cưới, netizen bảo chuyện gì cũng có lý do. Netizen mới đây đã phát hiện một nguyên tắc ngầm đặc biệt của nam diễn viên với người bạn gái mà anh vừa cầu hôn thành công. Vào ngày 4 tháng 4, diễn viên anh Đức đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh của một cô gái giấu mặt hôn nhẹ lên má. Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1987 còn thêm vào đó một hành động xác nhận về việc kết hôn, thông báo rằng anh đã chốt đơn thành công. Ngày 4 tháng 4, không cần răng rêu, sập sàng, chốt đơn. Sau đó, bạn gái của nam diễn viên cũng vui mừng chia sẻ hình ảnh về khoảnh khắc được cầu hôn lên trang cá nhân của mình. Cô gái này được biết đến là Phạm Quỳnh Ân, một diễn viên trẻ. Quỳnh Ân nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng về gương mặt xinh xắn và nụ cười tươi rạng rỡ. Cô đã để lại dấu ấn trong nhiều dự án phim điện ảnh như Hoa hậu Giang Hồ, bộ phim truyền hình Đường về có nhau và MV Thích thì đến. Gần đây nhất, cô đã tham gia trong bộ phim Mai của Trấn Thành. Trong thời gian qua, anh Đức và bạn gái Quỳnh Ân thường xuyên để lộ những dấu hiệu về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, cả hai chưa bao giờ công khai đăng tải những hình ảnh riêng của nhau. Sau khi gặp rắc rối với bạn gái cũ, diễn viên anh Đức dường như kín tín hơn về mối quan hệ của mình và có quy tắc ngầm về việc không công khai quá nhiều hình ảnh. Cách đây 8 tháng, trong buổi khai trương nhà hàng, Trấn Thành đã để lộ một số thông tin về mối quan hệ của người bạn thân anh Đức. Nói rằng, anh Đức nay đã có bến đỗ rồi, các bạn không còn cơ hội nữa đâu. Anh Đức và bạn gái thậm chí đã xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện, nhưng họ vẫn giữ nguyên tắc không công khai mối quan hệ của mình trên mạng xã hội. Anh Đức là một trong những gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí miền Nam, được yêu mến bởi khả năng diễn xuất tự nhiên và duyên dáng. Ngoài diễn xuất, anh còn tham gia vào lĩnh vực MC, ca hát và cũng ra mắt một số MV.